gửi tới em, cô dâu của anh, Đào Thị Thanh Nhàn, aka Cún, aka Nana. Tính đến thời điểm hiện tại là 1096 ngày chúng mình yêu nhau. Câu đầu tiên anh nhắn cho em chắc là câu rap story của em nhỉ? Đó là: nhưng em làm gì có người yêu mà ôm, thế nào mà em rap lại anh. Và thế là bắt đầu một chuỗi ngày video call với nhau, rồi còn viết thư, viết nhật ký cho nhau. Getting higher and higher and not coming down. Bố mẹ ơi, hôm nay con đang đứng ở đây trước mặt bố mẹ là cô dâu Thanh Nhàn. Cảm ơn bố mẹ vì chưa một giây phút nào ngừng yêu thương con, bao bọc con, quên luôn cả những sở thích riêng của bản thân để tập trung vào chăm lo cho con và các em. Từ hôm nay con đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Bố mẹ hãy cứ yên tâm về con nhé. Con chắc chắn sẽ thật hạnh phúc. Bố mẹ à, không biết nói gì, chỉ chúc các con trăm năm hạnh phúc trong cả đời ấm no. Con muốn nói là con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra trên đời. Con cảm ơn ba mẹ đã vất vả nuôi dạy con đến tới ngày hôm nay. Thì từ giờ ba mẹ và gia đình mình có thể thật sự là vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Con cảm ơn ba mẹ luôn tin tưởng con. Con yêu ba mẹ. Giấc mơ tuổi 20 của em, giấc mơ về một đám cưới nhỏ xinh, có biển, có hoa và có người em yêu thương cũng đã trở thành hiện thực. Tôm ơi, nhờ có anh, thế giới này đối với em cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Em biết tự yêu lấy chính bản thân mình. Em biết vỗ về đứa trẻ còn nhiều tổn thương bên trong. Và em biết còn rất nhiều người thương yêu em chân thành vô điều kiện, trong đó đặc biệt là anh. Anh cảm nhận thấy rằng em sống rất tình cảm. Và cái anh thích nhất ở em chắc là sự nhí nhố nhí nhảnh của em. Anh chẳng hiểu tại sao ngoài mẹ anh lại có một người phụ nữ hết mực yêu thương anh đến như vậy. Rồi anh cứ dần dà như thế, anh yêu em nhiều hơn. Anh chỉ cố gắng hành động, làm hết khả năng của mình để em, để gia đình của mình sẽ luôn hạnh phúc và không bao giờ phải lo nghĩ về tương lai hay là vấn đề gì cả. Và em biết yêu đã nỗ lực tới nhường nào để tới ngày hôm nay chúng mình có một gia đình đủ đầy, ấm êm. Em đừng đọc ở đâu đấy rằng là âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người. Ngay lúc này ở đây, em chỉ biết nói là em yêu Tôm rất là nhiều. Chúc phúc cho hai con mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Chúc các con động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nhau để cuộc sống ngày càng trọn vẹn hơn. Anh chỉ muốn em biết một điều là anh yêu em và mãi mãi không thay đổi.
Em mong rằng chúng mình cùng nhau xây dựng một gia đình thật vững chắc và cùng nhau đi du lịch thật nhiều nơi nữa nhỉ. Anh yêu em. Mắt em nhà đi mascara. Keeps me safe at night when I lose track of time. You're holding out.